Xin chào mọi người, đây là chè Thái Nguyên của nhà em ạ. Chè Thái Nguyên đã được tuyển chọn loại hà cao cấp nên mọi người có thể nhìn thấy từng cánh chè rất là nhỏ. Chè Thái Nguyên thì từ lâu đã rất là nổi tiếng với hương thơm cũng như là chất lượng nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Hơn nữa thì ở đây nhà em còn có một bộ ấm chén rất là đẹp. Khi mà mình sử dụng kết hợp chung giữa trà và ấm chén thì chúng ta sẽ có ngay một ấm trà rất là thơm ngon đấy ạ. Nên là mọi người hãy nhanh chóng đặt hàng để có thể mua ngay một combo từ khay trà, chén trà tới trà nhé mọi người nhé.